Không phải Song Joong Ki, đây mới là nam thần khiến khán giả choáng váng trong cậu út nhà tài Việt. Ngoài Song Joong Ki, sao nhí Kim Kang Hoon là người khiến khán giả ngỡ ngàng vì diễn xuất quá tốt. Bộ phim truyền hình cậu út nhà tài Việt do Song Joong Ki đóng chính đã chính thức chào sân khán giả với những tập phim đầu tiên vô cùng cuốn hút. Đây cũng là dự án phim được trông đợi nhất màn ảnh nhỏ Hàn Quốc hai tháng cuối cùng của năm nay. Ngoài nội dung hấp dẫn, cậu út nhà tài Việt còn thu hút sự chú ý của khán giả nhờ sự xuất hiện của dàn diễn viên hùng hậu như Song Joong Ki, Lee Sung Min, Shin Hyun Bin, Jo Han Chun, Park Ji Hyun, Tiffany, Jung Hae Jang. Bên cạnh những cái tên đình đám trên, một diễn viên cũng đã làm dậy sóng cộng đồng mạng và khiến người xem phải ngỡ ngàng trước khả năng diễn xuất cực tốt. Đó chính là sao nhí Kim Kang Hoon, diễn viên đảm nhận vai Jin Do Jun khi nhỏ trong Reborn Rick. Theo đó, trong tập 2 của cậu út nhà tài Việt, Jin Do Jun, Kim Kang Hoon, người mà Eun, Win Gu, Song Joong Ki được tái sinh đã đến thăm Jin Jang Chun, Lee Sung Min, đúng lúc gia đình ông ta đang dự đoán tổng thống đắc cử. Cậu bé đã đưa ra những suy nghĩ, dự đoán của mình xong những người kia lại cho rằng lời do Jun nói là vô nghĩa. Mãi đến khi những dự đoán của cậu thành hiện thực, họ đã không khỏi bàng hoàng. Điều đáng nói ở đây chính là việc sau khi phân cảnh trên được lan truyền trên mạng xã hội, rất nhiều người đã không khỏi ngỡ ngàng với màn thể hiện vô cùng xuất sắc của cậu bé trong bộ phim này. Từ ánh mắt, biểu cảm, cho tới cách nhả chữ, đọc thoại, làm sao để giống. Một người đàn ông trung niên với dã tâm trả thù kẻ gây ra cái chết cho mình tất cả đều đúc Kang Hoon diễn đạt rất tốt. Thậm chí, một số khán giả còn nhận xét diễn xuất của cậu bé sánh ngang với nam chính Song Joong Ki. Cách thoại giống hệt Song Joong Ki luôn đó, em bé giỏi quá. Tôi đã nghĩ cậu ấy thực sự là Song Joong Ki, kiểu đứng đến phong thái đều rất rất giống. Một hạt giống tốt, sau này Kim Kang Hoon nhất định sẽ rất thành công cho xem. Xem phim bạn này đóng nhiều rồi, thấy rất có tố chất nhé, đóng đạt thật luôn, cứ ngỡ là Song Joong Ki luôn đó. Được biết, Kim Kang Hoon là diễn viên nhí được khán giả xứ Hàn vô cùng yêu mến. Mặc dù mới 13 tuổi nhưng cậu bé đã đóng phim được 8 năm với gần 40 dự án phim truyền hình và điện ảnh. Diễn xuất của Kang Hoon được đánh giá rất cao, nhất là trong những cảnh về tâm lý phức tạp. Cậu bé được kỳ vọng sẽ tiếp nối các đàn anh và trở thành một nam thần màn ảnh xuất sắc của K-pop trong thời gian tới.